Chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bá Thiện. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một con hẹp đường phố 65 inch zin nha anh em. Nhưng mà có điều xe này nó hơi trần truồng tí, tại vì chủ xe chắc đang lúc làm xe á, lỡ đầu ăn bớt rồi. Rồi. Sẽ review từ từ cho anh em xem nha. Tại vì con này là đường phố cho nên nó không quan trọng về bề ngoài cho lắm, chỉ quan trọng phần máy thôi. Đó. Phần bánh trước nha anh em. Đây. Bánh trước thì chủ xe đang đi là một cặp mâm 5 cây. Thì mâm này chắc không xài lại gì anh em rồi. Mâm ít model nha anh em, chứ không phải là xin bơ nè, ít model. Ít model thì cặp mâm này cũng chắc chắn, giúp cho anh em mà đi lúc mà anh em ra xe á, đi xe đậm hơn, đậm hơn bánh cầm, nhưng mà chắc cái độ lệ chắc không bằng bánh cầm được. Đó, ít model nha anh em. Thì đang đi vỏ trước vỏ 60 90 7. Tại vì đa số những xe racing mình quay á thì là những vỏ nhỏ mà chứ không có vỏ lớn. Đó. Vỏ nhỏ giúp cho anh em chậm cày, nó cảm giác nó feel, nó phê cái trái bỏng rồi đó. Thì đang đi là để phay nha anh em. Đây. Chỉ này để phay, để này giống của để này chắc giá tầm 200 mấy anh em. Tại hổng mình cũng mua mà lâu quá mình quên à. Thì heo có giữ heo zin nha, heo zin mà sơn là màu đen á. Cái đó ngầu rồi vậy thôi. Tại xe độ mà cần ngầu quá. Đó. Ốc thì được mấy con ốc vàng nè, cho nhỏ thích, nhỏ nó mê, thấy không? Tại vì nhiều lúc mình chạy xe độ ngồi xe thường mà. Đó nên đó, xe độ ngồi xe thường quay sẽ có người cố nè. Coi nè, đừng báo ngang không cố. Đó. Thì bỏ trước đi rất là nhỏ nha anh em. Bản này như là 1.4, 1.6 á, trước 1.4 anh em, đằng sau thì 1.6. Thì phụ giữ phục zin thôi. Nhưng mà xe độ đa số thì những xe nào nó cũng đều hạ hết nha anh em. Quay anh em xem. Đều hạ hết nha. Tại vì khi anh em không hạ, anh em ra xe anh em bám vố thì đá thì úp mời thôi. Đây. Hạ hết, hạ rất là nhiều luôn. Tại hạ nhiêu đây á thì anh em khi gác cái trống xuống á, gác cái trống này xuống á thì nó sẽ lún xuống khúc nữa, thể đụng tay phục luôn. Đây, còn khúc nó chỉ còn một miếng thôi. Đó. Anh em thấy không? Hạ rất là sát luôn. Có nhiều anh em có thể cắt ti này như thế này đẹp hơn. Còn anh em ta không thích cắt thì ta để như thế này luôn. Đó, xe đang IC đang đi IC SCK Racing. Đó, bao gồm mát á. Đây, đọc màu mè vậy chơi thôi. Đây. Màu mát nè anh em thấy không? Cái xin để cục IC đã trước luôn. Để ta thấy liền nha anh em. Cái đi mấy chiếc xe này ít khi nào mà gửi bãi dưới xe lắm, tại vì xe độ mà. Gửi ra mất mấy cục này liền. Chứ không ai có ai đem xe độ mà đi gửi bãi dưới xe hết. Đó. Cái phần bên đây. Phần đây nè. Trời đụng. Xe đi công nghệ dây rút nha anh em. Anh em đừng ngạc nhiên quá, tại vì xe nào đa số cũng đi công nghệ dây rút hết. Đó. Thích thì gắn cũng thích thì giật. What the fuck? Tại vì xe của người ta mình không dám giật nha anh em, mình xe của người ta không dám giật nữa. Tại vì chủ xe đưa mình review thôi. Đó, xe đang đi. Cổ bô này cổ bô 3 khúc nha anh em. Cổ bô 3 khúc nha. Đây, 1 2 3. Phom nhỏng nha anh em, phom nhỏng. Bô này là bô SCR là đầu. Bô này dạng như là hàng hiếm rồi nha anh em. Hầu như là không còn kiếm, rất là hiếm luôn. SCR là đầu. Kiếm thế mình kiếm ngoài không có, tại vì cái mỏ nó bự như mỏ lỗ đất. Dài, rất là dài, nó khúc luôn. Máy này bắt như bình thường đó. Quan trọng là cái gấp nè anh em. Gấp này gấp kinh gắt nha. Kinh gắt 650. Thì cái hàng, cái mẫu, cái màu 650 này kiếm rất là hiếm. Đa số những màu khác thì kiếm dễ, nhưng mà cái gấp kinh gắt 650 này kiếm rất là hiếm. Đó. Thì bây giờ mới có lại thôi chứ đó nó không có. Đây thì xe đi ra đầm sau nha anh em. Không đi thắng đĩa nha. Giúp cho xe nó nhẹ hơn. Nhiều anh em chơi không thắng luôn. Anh em máu lửa vậy đó. Anh em chơi không thắng luôn. Nhẹ cực kỳ anh em thấy không? Đó. Cầm vô muốn rách tay luôn nội rồi. Đó, cực kỳ không? Đằng sau thì tất nhiên thì chủ xe sẽ đi nhỏ hơn đằng trước rồi. Nãy đằng trước nó nhiều ta? Đằng trước nó 60 hả? 60-17. À 60-17. Đằng sau thì cũng 60-17 luôn. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Đi giỏi cho đều luôn anh em. Thì thường thường mình đi đằng trước 60, đi đằng sau 50 thì chủ xe này không thích. Chủ xe thích đi hai cái 60 luôn. Đó. Ngồi thôi nha em. Đừng có lấy xe anh chạy luôn nha. Mới mua 3X triệu đó. Giờ thì thường thường anh em chơi đi đường phố á, thì có anh em thích đi thắng đùm, có anh em thích đi thắng đẻ. Nhiều anh em không xài thắng luôn. Đó. Cho xe nhẹ anh em. Đó. Xe rất là nhẹ đó anh em thấy không? Đó. Đã lắm anh em, cảm giác rất là sướng. Đó, quay một lần lại anh em xem. Xe đi dòng xanh dẻ là dòng xanh dẻ lớn nha anh em. Đây. Em xin dĩa 43 này. Đi cái nhầm 43, AT 43. Đó. Bự chằn dần luôn. Thì chắc tối là không quay anh em thêm được. Nó bị bự đó. Tiếng ca phục nè. Phục này cái phục gì ta? Và phục bình
dầu cái gì á đó. Đó, mình cũng rành mấy cái này vậy lắm. Thì cái gì, mấy cái vàng áo, mấy xe độ anh em thường thường mấy cái vàng áo thì đa số dây rút không mà. Nhiều lúc không có vàng áo luôn nữa. Thì xe này cũng dây rút nữa không? Anh em thấy nó rơ không? Nhưng mà chạy bình thường nha anh em, không có vấn đề gì hết. Chạy bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Thích thì mình bắt dây rút, còn không thích thì mình khỏi bắt luôn. Đây. Đó thì xe đa số những xe mà racing á, đường phố thì nó không có gì nhiều hết, quan trọng là phần máy. Phần máy quan trọng là phần máy mình đi nha anh em. Đây. Thì mình sẽ nói cái phần máy cho em nghe thì nhiều chủ xe người ta giấu bài á, có nhiều chủ xe người ta giấu bài, người ta không muốn cho những người khác biết cái phần máy mình đi những gì á, cho nên mình chỉ nói sơ sơ cho anh em nghe thôi nha. Phần máy là đang đi phần máy 65 dinh viên nha anh em. Đây. Đang đi lòng ICS. Xe lòng ICS nha anh em. Lòng này thì chắc anh em nhiều anh em chơi xe thì cũng biết lòng này rồi. Đa số những xe mình review thì đều đi lòng ICS hết. Đó, bơm điện. Bơm điện này bấm khá nhiều nha. Đây, bơm điện nè. Em thấy không? Bơm cực mạnh luôn. Bơm cực mạnh luôn. Đấu quạt trực tiếp anh em thấy nó chạy không? Đấu quạt quạt trực tiếp thấy nó chạy không? Đi nắp đầu CNC nha. Đây. Đó anh em thấy không? Chắc nhiều anh em thắc mắc là tại sao đi cái đồng hồ này phải không? Đây. Đây cái đồng hồ nè. Cái đồng hồ này chắc chủ xe gắn cho đẹp á anh em. Đó anh em thấy không? Cái đồng hồ này là báo cái vận tốc nha. Bảo anh em chạy bao nhiêu á thì anh em dòm đây. Còn anh em muốn biết hết xăng hay chưa thì anh em dòm trên đây. Đó, hai cái đồng hồ đều có cái lợi ích của nó hết. Xe đang đi cầm Uma Racing nha anh em. Đây. Cầm này cầm Uma Racing. Đó, có đèn luôn. Đã chưa? Xe độ có đèn là thích rồi. Đó, có công tắc riêng nha anh em. Đó. Thì cái phần quan trọng nhất của chiếc xe này á là xe này đang được trang bị với một bình FCR. Đó, FCR đây. FCR bình này bự, chà bá bự luôn anh em. Chắc bình này 41 quá. Thì hôm giờ mình review xe là số những xe là nắp chao, gai dẹp, bình bông đồ táo lãm bình á, thì bình này thì bình FCR. FCR này mình không thể nào mà tắt máy mình thấy dặn dặn vậy anh em. Khi mình dặn á thì nó bị ngập xăng liền. Khó nổ máy lắm. Nhưng mà FCR ra xe thì rất là sướng nha anh em, mà canh thì rất là khó. Thì xe này đang đi là 65 dinh viên nha anh em. Đúng máy 65 dinh viên thì mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Tại vì nhiều chủ xe mình không thể tiết lộ được cái cục máy của mình ra. Thì mình sẽ nổ máy cho anh em nghe nha. Đó. Nổ máy anh em nghe nha anh em. Khi anh em ra xe thì rất là lẹ luôn. Xe này thì có thể mình sẽ quay lúc trailer đầu á, mình tính quay cái clip chạy cho anh em xem luôn, nhưng mà mình sợ này nọ nên mình không thể quay được, mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Thì anh em nào cần mua bán xe thì cứ liên hệ Phúc mình luôn nha. Thì xe này hiện tại có bán luôn nha anh em. Đó, Facebook của mình là bán hiện số điện thoại là 0363413885. Thì xe này giấy tờ đủ có bán luôn. Giá hay ít nha anh em. Thì xe này độ lực thì anh em cứ lên và cảm nhận thôi, chứ mình nói chuyện thì nó không hay. Thì anh em cứ xuống test xe trực tiếp thoải mái thôi. Xe là bao anh em im luôn nha. Cái hồi nãy mình quay đó là bình xăng nó kêu với anh em đó, tại vì mình FCR nó kêu sạch như thế đó, chứ không phải là máy nó kêu đâu. Xe này cực kỳ im, bao anh em tép ngọt ngào từ đề tới hậu luôn. Xe này là bao lực luôn anh em. Thế còn mấy cái dàn áo này thì còn rất là đều luôn. Anh em thích này thì về tặng về gắn thôi, chứ mình không giữ làm gì hết. Đó, xe đang kêu bán cái giá hay ít. Thì anh em cần thì cứ liên hệ Facebook của mình nha. Mình có nhận ship xe đâu nha anh em. Thì ship xe thì anh em phải chuyển đủ tiền mới ship xe nha. Rồi, cảm ơn 500 anh em đã theo dõi kênh YouTube của mình. Anh em nhớ đăng ký like và ủng hộ nha.